trang trọng tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra thông tin từng người đã mất, đưa cho cốt của người không may qua đời vì dịch COVID-19 về nơi quy định, lo hương khói, đơm quả mỗi ngày và trao tận tay cho thân nhân. Công việc đặc biệt này được cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tận tâm, chu đáo trong những ngày qua. Cứ như thế, những phần tro cốt của người mất đã thêm phần ấm cúng trước khi về với gia đình. Bộ đội là con dân, và với tình cảm đó, trách nhiệm đó, thì chúng tôi đã trong vòng 2 tiếng đồng hồ và đã thực hiện xong khuôn viên để thờ, tạm lưu giữ hài cốt của các nạn nhân ở trên địa bàn quận 6. Và trong một khoảng thời gian cũng gấp rút như thế, chúng tôi đã tổng hợp hết danh sách và cũng đã thông báo về địa phương, gia đình của các nạn nhân để đến và thỉnh những cái phần tro cốt về để an táng và thờ cúng. Trong thời điểm mà chẳng may có người mất do COVID-19, thân nhân của họ phải cách ly tập trung hoặc ở khu phong tỏa sẽ không có điều kiện tổ chức hậu sự như lúc thường. Vậy nên, sự chăm lo chu đáo của bộ đội phần nào giúp thân nhân người đã khuất ấm lòng để vượt qua những khó khăn trước mắt. Vô trong đây thấy mấy anh làm nhiệm vụ như vậy là phải nói quá cảm động, vừa thương tiếc bà già mà vừa cảm động trong mấy anh đang làm hoàn thành tốt đẹp như cái trong đây, để những các cái hũ cốt ở trong đây rất là trang nghiêm, rất là phải nói chứ cảm động. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đến Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thủ Đức và Ban Chỉ huy Quân sự 21 quận huyện tổ chức tiếp nhận tro cốt, chăm lo hương khói cho những người mất vì COVID-19 đến khi có người thân đến nhận. Trường hợp nạn nhân là những người quê quán ở các tỉnh khác, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện, thành phố sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức đưa tro cốt về theo nguyện vọng gia đình. Bộ Tư lệnh Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các cái đội để rồi kết hợp nắm chắc, rồi sau khi lấy cái tro cốt của bà con thì bà con để về, để rồi để ở cái nơi cơ quan quân sự cũng như là ở những cái chỗ mà nó cũng phải nói là trang nghiêm. Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của mình bằng cái lương tâm, bằng trách nhiệm, coi đó như là cái người thân yêu của mình, để rồi có cái sự chăm lo cho chu đáo. Ngay trong cái việc thực hiện cái việc hiếu đối với những người không may mất do COVID, thì lực lượng vũ trang cũng thực hiện một cái nghĩa cử rất là nhân văn, đó là giữ một cách trang trọng các cái tro cốt của người không may bị mất để đến thời điểm thích hợp trao lại cho các gia đình. Thì chúng tôi thấy rằng là cái việc này rất có ý nghĩa và đã được nhiều gia đình, nhiều người rất là đồng tình, khen ngợi. Cơn đại dịch đã gây ra nhiều tổn thất, nhưng nghĩa cử cao đẹp của quân đội và trách nhiệm của chính quyền thành phố đã phần nào an ủi người đã khuất, ấm lòng cho gia đình họ. Và ở thành phố nghĩa tình này, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau trong lúc hoạn nạn.